Ngày 15 tháng 1 năm 2020, Nasdaq chính thức công bố nhận diện logo và hình ảnh thương hiệu mới. Sự kiện diễn ra tại trụ sở của Nasdaq tại Anh Quốc, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Singapore, Việt Nam. Với sự tham gia của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty, logo mới được sáng tạo dựa trên tiêu chí đơn giản và ấn tượng, thiết kế hiện đại và tinh tế với tông màu đỏ chủ đạo. Chữ Nasdaq trong khung đỏ cùng dấu chấm ở cuối chữ thể hiện sự khẳng định tên tuổi và vị thế của Nasdaq, với khả năng thâu tóm những tư duy và ý tưởng sáng tạo nhất các gam màu trẻ trung và ấn tượng cũng được ứng dụng vào thiết kế thương hiệu, phù hợp với những con người năng động và hiện đại đang làm việc trong thế giới công nghệ đang thay đổi hàng ngày. Khẩu hiệu mới của Nastec Delivering Technology Excellence thể hiện rõ nét sứ mệnh hàng đầu Nastec, trở thành nhà cung cấp các giải pháp dịch vụ phần mềm phục vụ khách hàng tốt nhất, là một đối tác công nghệ đáng tin cậy. Nastec luôn đặt sự thành công của khách hàng lên trên hết và tìm ra những giải pháp vụ tiên tiến, sáng tạo nhất để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Nastec không chỉ làm tốt mà còn làm với khả năng xuất sắc nhất.